Xin chào, chào mừng các bạn đang đến với video tiếp theo trên kênh. Và chúng mình là Kingcom Việt Nam, đơn vị phân phối các giải pháp chính hãng về âm thanh và hình ảnh dành cho những bạn đang làm công việc sáng tạo nội dung, hoặc là các bạn là những nhiếp ảnh gia hoặc những quay phim chuyên nghiệp. Bên cạnh việc kinh doanh và phân phối các sản phẩm chính hãng, bọn mình còn thúc đẩy việc phát triển những cộng đồng, những người làm sáng tạo nội dung, hoặc là những bạn yêu thích cái việc lưu giữ lại những hình ảnh đẹp, những thước phim đẹp xung quanh mình bằng những cái clip hướng dẫn và bằng những workshop cộng đồng. Vì vậy hãy theo dõi kênh để cập nhật những dòng sản phẩm mới. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là hai con đèn cũng có thể tạo ra công suất là 100W, thì chúng ta nên lựa chọn Firelight F100 hay là Firelight V60 với các tiêu chí lựa chọn như sau. Vì giá bán Firelight V60 đang có giá bán là 5.890.000 và Firelight F100 có giá bán đâu đó khoảng cỡ 7 triệu một điểm cộng cho Zhenyun Firelight V60. Khi mà các bạn mua Firelight V60 thì bạn vẫn có thể tiết kiệm đâu đó khoảng cỡ 1 triệu đồng so với việc mua Firelight F100. Tiêu chí thứ hai, mình cảm nhận rằng Zhenyun Firelight F100 và Zhenyun Firelight V60 đều là những sản phẩm hướng tới những người làm công việc sáng tạo nội dung, hay là các bạn là one man band, tức là những người làm phim một mình, thì tiêu chí gọn nhẹ là tiêu chí mà mình nghĩ rất là quan trọng để các bạn có thể lựa chọn. Cả hai con đèn này đều có kích thước hộp bên ngoài khá là tương đồng với nhau và có hai hình thức hộp gần như là giống nhau, nhưng mà kích thước và cân nặng thực của hai chiếc đèn này thì khá là chênh lệch. Trong đó Zhenyun Firelight F100 nặng hơn và có kích thước lớn hơn Zhenyun Firelight V60 rất là nhiều. Ok, một điểm cộng cho Zhenyun V60 về mức độ gọn nhẹ. Tiêu chí thứ ba về thời gian setup. Mặc dù đây là một bài test mang tính khá là cảm tính, nhưng mà mình thấy hai sản phẩm này có cái thời gian khởi động gần như là tương tự nhau. Ok, đều cộng điểm cho cả hai sản phẩm này. Với thông số của hai sản phẩm này, chúng ta có thể thấy rằng mức độ tái tạo ánh sáng, mức độ tái tạo cái độ sạch của ánh sáng, hai sản phẩm này đều có mức độ gần như là tương đương nhau. Ok, cộng điểm cho cả hai sản phẩm. Tiêu chí tiếp theo về công suất chiếu sáng. Đây cũng là một trong những thông số quan trọng, nó quyết định tới cái việc chúng ta sẽ lựa chọn con đèn nào. Cũng giống như tên gọi của hai sản phẩm, Firelight V60 sẽ có công suất đâu đó khoảng cỡ 60W và Firelight F100 sẽ có công suất là 100W. Nhưng với Firelight V60, khi mà các bạn mở mask này thì các bạn có thể đẩy công suất lên đâu đó khoảng cỡ 100W. Khi nghe tới việc rằng Firelight V60 có thể cung cấp công suất tới 100W thì các bạn sẽ suy nghĩ rằng chúng ta sẽ lựa chọn Firelight V60 đúng không? Tại vì nó kích thước vừa nhỏ gọn hơn nhưng mà tạo ra công suất tương đương F100. Nhưng mà có một cái điều lưu ý, đó là để có thể tạo ra công suất thực 100W này, các bạn sẽ phải nuôi nguồn bên ngoài cho nó với một trong hai điều kiện. Thứ nhất là nếu các bạn sử dụng cổng Type-C thì nó sẽ phải có công suất là trên 100W, hoặc nếu các bạn sử dụng cổng DC sẽ phải đạt chuẩn là 24V 5A. Một điểm cộng cho Zhenyun V60. Một thông số liên quan tới công suất nữa, đó chính là thời gian chiếu sáng khi ở mức công suất cao nhất. Với Firelight F100, thực tế khi mình sử dụng, khi mà mình mở ở mức công suất cao nhất là 100W thì nó sẽ có thời gian sử dụng đâu đó cỡ khoảng là 30 cho tới khoảng 31 32 phút gì đấy. Còn với Firelight V60, như ngày hôm qua mình có một cái lần đi quay và sau đó mình về mình đã sạc và mình đã test thử, thì thời gian quay thực tế của nó đâu đó cỡ khoảng cỡ 20 phút, thấp hơn đó khoảng cỡ 3-4 phút so với hãng công bố. Ok, một điểm cộng cho Zhenyun Firelight F100. Cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì Zhenyun Firelight F100 có kích thước lớn hơn thì mình nghĩ rằng cái khả năng giải nhiệt của nó cũng tốt hơn, cái khối lượng pin cũng lớn hơn, nên là cái lượng năng lượng nó có thể cung cấp cho bóng đèn có thể đó là lớn hơn rất là nhiều. Tiếp theo, đầu tiên là về CCT, cả hai con đèn này đều có khả năng tạo ra ánh sáng dao động từ khoảng 2700 cho tới khoảng 6500 độ K để giúp các bạn có thể tùy biến và phối hợp thêm với các đèn khác. Điểm cộng cho hai sản phẩm. Về dimmer, cả hai con đèn này đều có khả năng điều chỉnh từ 0 tới 100 rất là linh hoạt. Nhưng về các hiệu ứng đặc biệt thì Firelight F100 lại ăn đứt được Firelight V60, vì Firelight F100 trang bị khả năng biến đổi 360 độ màu, hay còn gọi là chế độ HSL, giúp chúng ta có thể tùy biến bất kỳ một màu sắc nào. Tất nhiên khi mà các bạn chuyển đổi sang HSL thì con Firelight F100 này nó chỉ có công suất là 30W thôi. Nhưng cái việc tùy biến được màu sắc và chúng ta có thể thể hiện được 360 độ, kèm theo đó đâu đó khoảng cỡ 6 chế độ khác nhau nữa, nó sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều lựa chọn và sử dụng được nhiều mục đích hơn nữa. Trong khi đó thì với Firelight V60 thì nó chỉ có thêm một chức năng, đó là nhạc. Để kích hoạt chức năng này, các bạn nhấn giữ lâu nút CCT thì các bạn sẽ có thể kích hoạt được tính năng và nó sẽ nháy theo cái những cái bài nhạc chúng ta phát. Sau đây mọi người, khi nãy mình bấm mình thử những cái chức năng của nó, mình phát hiện ra là nó vẫn có những chế độ, những cái hiệu ứng xịn sò các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ phải nhấn giữ nút dim này,
thì lúc đó mình sẽ chuyển sang được 6 cái chế độ mà giống như trên con Ferrari F100, chỉ khác là nó sẽ không có màu thôi nhưng mà nó vẫn có nhiều chế độ như là nến nè, xong rồi sấm chớp SOS này kia. Ok, một điểm cộng cho Ferrari V60. Tiêu chí tiếp theo, khi mà nhìn vào hai cái sản phẩm này, mình nghĩ mình và bạn đều có thống nhất với nhau rằng Ferrari V60 sẽ cho chúng ta nhiều cảm xúc và nhiều trải nghiệm hơn. Nhìn nó giống như một món đồ chơi và nó được trang trí, được độ lại, nhìn rất là cầu kỳ và rất là hầm hố với nhiều chi tiết bằng kim loại. Và cái việc phối hợp với những cái mảng màu khác nhau, nó sẽ đem lại tính thời trang và nhìn nó hiện đại hơn là Ferrari F100. Bên cạnh về ngoại hình như thế này thì mình thấy liên quan tới thiết kế và sự thân thiện của người dùng. Do V60 là chỉ có hai mod của chúng ta và hai nút vặn này là trang bị luôn phím bấm. Với mỗi lần bấm như thế này, chúng ta có thể thay đổi được về nhiệt độ màu cũng như là thay đổi được về dimmer. Hoàn toàn rất là nhanh chóng để cho các bạn có thể thay đổi được rất là nhiều. Nhưng để các bạn thay đổi được các thông số này ở trên Ferrari F100 thì đó là các bạn sẽ phải làm quen với nó và hiểu được cái nguyên lý mà Ferrari F100, cái cách mà bật tắt của chúng ta, và chúng ta sẽ không có cái khả năng quick setup. Ok, một điểm cộng cho Ferrari V60. Cả hai bản mình đang có ở đây đều là hai bản combo. Ngoài những cái mặc định của chúng ta, đó là chúng ta sẽ có những cái pendant như thế này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái phụ kiện như là diffuser để có thể giúp làm mềm ánh sáng, hoặc là những cái grip định hướng ánh sáng tốt hơn. Ok, một điểm cộng cho cả hai sản phẩm. Chúng ta sẽ tới với tiêu chí cuối cùng của ngày hôm nay. Vì là những con đèn cầm tay và được tích hợp pin bên trong, nhưng nó có khả năng tạo ra công suất cực kỳ lớn, thì cái khả năng về yên tĩnh, cái độ ồn của quạt là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta sẽ phải quan tâm tới khi mà sử dụng hai sản phẩm này. Với thông số mình đo được như thế này, thì mình nghĩ rằng cái mức độ ồn của hai sản phẩm này đều ở mức chấp nhận được và đều là một điểm cộng cho cả hai sản phẩm. Tạm kết cho video ngày hôm nay, những tiêu chí mình đưa ra đều là những tiêu chí mà dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận thực tế của một người đi làm và có thời gian sử dụng Jinjun Ferrari F100 từ thời điểm nó vừa ra mắt, và mình cũng có thời gian trải nghiệm với Jinjun V60 thời gian gần đây. Những tiêu chí này nó phù hợp với mình nhưng đâu đó có thể nó chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé. Hy vọng rằng qua video này các bạn đã có thể yên tâm hơn mức độ phù hợp của hai sản phẩm này. Quan điểm của bạn về hai con đèn này như thế nào, bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Và bạn muốn bọn mình làm thêm về sản phẩm nào hoặc là về chủ đề nào thì bạn cũng comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh, tại vì bọn mình sẽ ra video tiếp theo trong một thời gian gần nhất. Chào và hẹn gặp lại.